Kính thưa cộng đoàn, đây là một câu chuyện rất đặc biệt để nhắc nhở tất cả chúng ta. Tất cả chúng ta đều phải mang ơn và tạ ơn Chúa. Thế nhưng đôi khi người dân ngoại, người ta được một tí ơn thôi là người ta mang ơn nhiều. Chúng ta được nhiều ơn thì chúng ta lại ít có tâm tình đó. Sau thánh lễ này thì chúng ta xin Chúa cho chúng ta mang nặng tâm tình, mang ơn Chúa, tạ ơn Chúa. Chúng ta sẽ thu âm bài hát này. 2, 1. Một người phong cùi thấy mình đường xanh, liền quay trở lại mà lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Anh ta dâng mình dưới chân Đức Giêsu mà tạ ơn. Anh ta lại là người Samaria, không phải cả 10 người đều được sạch sao? Còn 9 người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa huy hoàng? Chỉ người ngoài này thôi, con ơi hãy đứng dậy, lòng tin con đã cứu con. Xin cảm ơn cộng đoàn.